Theo cáo trạng, trước đó, vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Phan Thiết bắt quả tang Seco đang trồng 27 cây cần sa có chiều cao từ 30 đến 140 cm trong căn phòng đang thuê ở phường Hàm Tiến. Lực lượng công an còn thu giữ số lượng lớn thân lá cây cần sa khô trong căn phòng của Seco Qua giám định chất ma túy, cơ quan điều tra xác định thân lá cây cần sa khô có khối lượng 3.056,0512 gam. 27 cây cần sa tươi có khối lượng 6.550,2310 g. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ của Seco AI một số dụng cụ dùng để trồng và thu hoạch cần sa. Seco AI khai nhận đến Việt Nam tham quan du lịch từ khoảng tháng 11 năm 2019 và thuê căn phòng ở phường Hàm Tiến để ở. Đến khoảng tháng 8 năm 2020, Seco AI bị người khác đánh gãy tay và sử dụng cần sa để trị đau. Vì không còn tiền mua cần sa nên Seco AI lên mạng xã hội tìm hiểu cách mua hạt sống, các trang thiết bị, phương tiện Dụng cụ để tự trồng trong căn phòng thuê. Giai đoạn đầu, Seko Dmitrievich trồng khoảng 20 cây. Lúc cây lớn, người này thu hoạch, phơi khô, cất giữ để sử dụng dần. Sau đó, Seko Dmitrievich tiếp tục trồng thêm 27 cây thì bị phát hiện. Tại phiên tòa, Seko Dmitrievich khai nhận do chưa hiểu biết về pháp luật của Việt Nam nên mới vi phạm. Đồng thời thành khẩn khai báo, mong được giảm nhẹ mức án để sớm ra ngoài điều trị vết thương ở tay.